Học sinh hỏi: "Con có thắc mắc, xin Hòa Thượng làm cho con sáng tỏ." Một người đang lúc ngồi thiền, vậy ai ngồi thiền hoặc người tọa thiền là gì? Đáp: "Con tự tìm hiểu đi." Học sinh hỏi: "Ngài bảo là trong lúc ngồi thiền, chúng ta nên chịu đựng các cảm thọ. Bởi vậy con cảm thấy có điều kỳ lạ. Là tụi con có thể bộc lộ các cảm thọ ra ngoài được không? Hay là cứ kìm giữ ở bên trong? Nhưng có khi chất chứa nó ở bên trong thì sau đó con cảm thấy như muốn nổ tung ra. Vậy chúng con phải làm thế nào?" Đáp: "Nhẫn chịu là phải xem nó như không, như không có nó, chứ không phải cất giấu nó ở bên trong. Con giấu nó ở trong để làm cái gì? Con chất chứa mấy thứ rác rưởi đó để làm chi? Phải quên nó đi. Nếu mãi đè nén ở bên trong thì so với mấy thứ dơ bẩn, nó còn bẩn thỉu hơn nhiều. Quay lực của bông nguyên tử dù lớn mạnh, nhưng so ra nó còn dữ dội hơn cả bông nguyên tử nữa. Nếu con không sợ tan thân nát thịt thì cứ cất giữ nó lại đi. Thật đáng sợ, đáng sợ quá."